nhà mới Cineco ở Đà Lạt và Hà đã nhận được hai cái món phần quà rất là dễ thương đến từ gà bay Đà Lạt ha. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Hà được ăn thử cái món gà bay này. Ở đây là cái hộp này là bạn đã xé ra sẵn luôn. Đây cái hộp này bạn đã xé ra sẵn nè. Ủa cái này bánh mì bơ tỏi. Cái này bánh mì bơ tỏi. Nè bên đây là cái khác của cái này xù hay sao á. Cái này mới là gà. Cái này mới là gà nè. Đó, khác nhau. Đây là cái gì khác. Đây là gà. Đó, đây là cái con gà bay nè mọi người. Và ở đây có một cái thư thì Hà xin phép đọc cái thư này nha. Happy Mother Day. Tiệm gà bay Đà Lạt xin gửi lời chúc đến mẹ hai ngoài đời nhiều sức khỏe bên con cháu mà hai trong phim diễn viên Thanh Hiền sức khỏe niềm vui và thêm được nhiều bộ phim hay để đời cho vai diễn và chúc mẹ Hà của các bé luôn hạnh phúc bên gia đình và đồng hành cùng anh Lý Hải ra thêm những sản phẩm hay về gia đình. Văn ít chữ không hay lắm, chỉ có tấm lòng gửi đến toàn thể ekip sức khỏe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chút nữa thì mình sẽ cùng sử dụng những cái món gà, món đồ ăn rất là hấp dẫn của tiệm gà bay nha. Và cảm ơn tiệm gà bay Đà Lạt nha.